Hello các bạn, mình rất là vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến Thức Bổ Ích của mình. Trong thời gian gần đây cũng do bận biểu công việc nên vắng cũng gần cả tháng rồi, không có video để chia sẻ. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với tất cả các bạn. Khi mà sử dụng một máy in màu hệ mực nước thì chúng ta phải bao nhiêu ngày vận hành mới là đúng cách để tránh bị hỏng. Nào, mời tất cả các bạn cùng theo dõi nha. Trước tiên, các bạn cũng đừng quên đăng ký, chia sẻ và bình luận nhé. Mình cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Ít nhiều gì, mình cũng hồi âm cho tất cả các bạn hết, mặc dù có hơi muộn một tí. Quay trở lại vấn đề. Khi mà chúng ta sử dụng một máy in màu hệ mực nước, bởi vì máy in màu nó có hai hệ, đó là máy in màu hệ mực laser và máy in màu hệ mực nước. Hệ mực laser thì nó là mực bột qua một cái hệ thống sấy rất là khó bị hư. Hệ in màu trong cái hệ sấy là ra cái hình ảnh rất là tuyệt đẹp, nhưng giá thành nó lại mắc, cao ngất ngưỡng. Chúng ta làm trong cái công việc kinh doanh mà xài cái dòng hệ này chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị lỗ ngay. Mình nói đến đây không phải là máy in màu hệ mực nước in không đẹp, nếu chúng ta biết in đúng theo từng cái loại giấy, từng theo cái hệ trong máy in mà chúng ta in. Ví dụ như chúng ta in một cái văn bản thì chúng ta vào cái phần blend paper, ví dụ như thế, thì chúng ta sẽ in nó đúng theo cái văn bản. Hay là chúng ta in hình ảnh thì chúng ta vô cái phần photo gì đó, vân vân. Những video sau mình sẽ nói vấn đề mà tùy theo cái hình ảnh, hình dạng của nội dung in mà chúng ta in theo cái chế độ in cho nó thích hợp các bạn nhé. Nói về máy in màu mà hệ mực nước, chúng ta bắt buộc phải từ 1 cho đến 3 ngày chúng ta phải bắt đầu khởi động máy. Kẹo trong cái hệ đầu phun á, nó sẽ bị nhạt mực các bạn ạ. Bởi vì những lỗ li ti trong cái đầu phun á, nó rất là bé. Nó bé đến nỗi là người ta tính bằng micromet, chứ không thể mà nào tính bằng cm hay là mm. Tức là những cái lỗ này nó cực nhỏ, nhỏ hơn sợi tóc của chúng ta. Nếu mà chúng ta bỏ mãi một tuần trở lên, vấn đề bị nhạt đầu phun sẽ có nguy cơ. Từ 1 đến 3 ngày mà chúng ta in một cái văn bản, in một cái hình ảnh gì đó thì máy của chúng ta ít bị nghẹt đầu phun. Nếu mà bị nghẹt đầu phun á, thì chúng ta lúc đầu trước khi in chúng ta phải lia máy kiểm tra xem 4 màu mực hoặc là 6 màu mực tùy theo cái hệ máy mà có số lượng màu mực khác nhau. Chúng ta phải lia để chúng ta xem đủ hay không. Lúc này hình ảnh nó mới bắt đầu đẹp các bạn ạ. Có một số bạn hỏi mình tại sao mà máy mình mới mua về còn thời gian bảo hành mà lại in hình không đẹp. Chính vì in hình không đẹp do đầu phun nó bị nghẹt các bạn ạ. Do đầu phun bị nghẹt cũng tại do chúng ta, bởi vì chúng ta không in liên tục. Những nhà kinh doanh, những nơi làm dịch vụ thì máy sẽ lâu hư hơn, bởi vì họ in mỗi ngày. Chúng ta thấy không, in mỗi ngày đầu phun tránh tình trạng bị nhạt mực, nó chỉ hư những thành phần khác, ví dụ như là trái khế lấy giấy hay là dây coron bị giãn, những cái đó thì chúng ta có thể thay được. Nếu mà đầu phun chúng ta bị nghẹt rồi thì chúng ta thay vẫn được, mà nhưng là giá thành bằng 2/3 của cái máy, lúc này chúng ta rất là tiếc. Tóm lại vấn đề, khi mà chúng ta sử dụng một cái máy in màu hệ mực nước, bắt buộc chúng ta từ 1 đến 3 ngày phải khởi động máy và chúng ta phải in một vài tờ giấy để cho đầu phun nó hoạt động, không bị khô các bạn ạ. Đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn có những giây phút cập nhật những thông tin hữu ích trong cuộc sống thường nhật. Mình bye bye các bạn nhé.